sự hoàn hảo của mình trong trận chung kết giữa Hà Nội gặp Lâm Đồng. Trận đấu làm thứ hai trong trang phục áo xanh cầm đèn là cặp đôi Đình Mạnh của Lâm Đồng, trong trang phục áo xanh là Chí Đức của Hà Nội. Tuấn Anh một đều. Thứ hai. Vâng. Một pha lập cầu tốt đến từ Đình Mạnh. 2-1 cho Lâm Đồng. Lâm Đồng rồi. Phá đánh cầu lỗ của cặp đôi đến từ Lâm Đồng. Đuổi giao cầu 2-3. Đây là cặp đôi của Lâm Đồng có một pha giao cầu rất tốt.
98. Là cầu vỗ tay rất tốt. Chỉ đưa bị mấy quả, hai quả rồi.
2013. Cặp đôi đến từ Lâm Đồng, các bạn chờ trong giây lát này đến với set thứ hai nha.
bán kết này. Cũng chắc Bắc Giang của Hồ Chí Minh rồi. Bắc Giang của Trung Đồng Nai. Nam thì có lên Lâm Đồng với Quân Đụng. Tối mai anh biết nó tranh được một cái không không đi qua tính điểm tranh được ba tính điểm hai đồng bảy
Thank you.
Hà Nội thua Bắc Ninh. Cầu rất hay.
điểm cuối trận đấu rồi. Xuất sắc. Mời xin mời các bạn cùng theo dõi những trận đấu tiếp theo nha.